Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Merry Christmas. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tin mừng đêm Giáng sinh năm 2022. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy hoàng đế Augusto đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem, miền Jude vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh thức đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong lễ vọng Giáng sinh chúng ta được lắng nghe gia phả của Đức Giêsu, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, và biến cố sứ thần truyền tin cho thánh cả Giuse, và thánh cả Giuse khi tỉnh giấc đã đón Đức Mẹ về nhà của mình. Và trong đêm Giáng sinh chúng ta được lắng nghe tin mừng thuật lại biến cố Đức Giêsu sinh ra. Trong đêm hôm nay, đêm của niềm vui, và có lẽ chúng ta đi đâu thì chúng ta cũng thấy hàng đá rực rỡ, nhà thờ trang hoàng hết sức là đẹp. Thế nhưng chúng ta đọc kỹ tin mừng đêm Giáng sinh thì chúng ta thấy rằng không vui chút nào cả. Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ, trong nơi, trong hang bò lừa, hết sức là nghèo hèn, và cũng chẳng có ai ca tụng, chẳng có đèn nến, chẳng có cái gì cả, hết sức là nghèo khó. Thôi thì chúng ta cứ lắng nghe tin mừng, để rồi cuộc sống này thì đôi khi có những cái điều chúng ta cũng phải theo nhau. Nhưng mà Chúa có lối đi của Chúa, chúng ta cũng đi theo Chúa, nên cũng cần phải đi cái lối riêng để theo Chúa. Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số để mà đóng thuế. Bởi vì đất nước Do Thái lúc Chúa Giêsu sinh ra là dưới thời hoàng đế Augusto, là Roma đang cai trị. Nên là các ông ấy gọi là kiểm tra dân số để mà đánh thuế trên từng đầu dân. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem, miền Jude vì ông thuộc gia đình dòng tộc David. Chúng ta thấy là theo lệnh của hoàng đế Augusto thì thánh cả Giuse cũng từ thành Nazareth cũng đi về thành Bethlehem, thành của vua David, vì là thánh cả Giuse của chúng ta đó là con cháu vua David, về thành vua David tức là ở Bethlehem, miền Jude, vì ông và gia đình thuộc dòng tộc vua David. Thánh Giuse lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Tin mừng không có thuật lại chi tiết rõ ràng, nhưng mà cái từ máng cỏ cũng đã cho chúng ta thấy cái nghèo hèn, cái khó khăn trong đêm Giáng sinh. Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là gia đình lời Chúa của chúng ta, thì trong những ngày vừa qua, quý ông bà và anh chị em cũng đã gửi về cho con 1 đồng, 2 đồng. Và số tiền này con sẽ gửi đến tất cả những cái người nghèo, như là gửi cho chính Đức Giêsu. Chúa hài đồng nghèo khó. Chúng ta nhớ nhé, đi chơi đêm Giáng sinh thì chúng ta cũng phải nhớ rằng Chúa của chúng ta, Chúa hài đồng sinh ra nơi máng cỏ, sinh ra nơi nghèo hèn. Vì thế đi chơi đêm Giáng sinh không phải là vào nhà hàng hay là ăn uống vui chơi quá chén,
nhưng mà có lẽ chúng ta nên đến với những người nghèo khó. Trong đêm Giáng sinh này thì con sẽ được dâng lễ tại một nhà thờ rất là nghèo. Và sau khi dâng lễ thì con sẽ phát quà cho các gia đình nghèo, cũng như là sáng ngày thứ bảy con sẽ phát quà và tối đêm Giáng sinh con sẽ phát cho các em thiếu nhi. Và chắc chắn đây cũng là một trong những cái chương trình bác ái còn kéo dài, chứ không phải chỉ có đêm Giáng sinh. Thế nhưng mà hàng tháng và trong những dịp cần thiết thì chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng để có quà. Thế thì chúng ta đã thấy nhá, Chúa sinh ra trong máng cỏ vì Thánh cả Giuse và Đức Mẹ không tìm được một nơi để mà trọ. Thế thì nếu mà thế gian của chúng ta mừng lễ Giáng sinh mà sung sướng quá thì chắc chắn là chúng ta cũng chẳng đón được Chúa Giêsu đâu. Nếu chúng ta không gần gũi với những người nghèo khó thì chúng ta cũng chẳng đón được Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu không phải là ở những cái nơi đó, những cái nơi cao xa, nhưng mà Ngài ở cái nơi nghèo hèn. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Các mục đồng cũng rất là nghèo. Bỗng có sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ sợ hãi, kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là niềm vui cho toàn dân. Tin mừng trọng đại, niềm vui cho toàn dân. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ có các mục đồng là đón nhận được thôi, chứ có ai đón nhận được đâu. Bởi vì người ta còn đang mải mê nhiều sự khác. Tin mừng cho toàn dân, Chúa sinh ra cho tất cả mọi người. Nhưng mà không biết có bao nhiêu người đón Chúa. Thì chúng ta cũng phải suy xét chính bản thân chúng ta, xem là mùa Giáng sinh năm nay chúng ta có rộng lòng để đón Chúa không. Đón Chúa là đón Đức Mẹ, đón tất cả Giuse đó, đón những cái người nghèo đó, những người nghèo khó vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đón Chúa, sẵn sàng đón những người nghèo vào trong gia đình của chúng ta. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là niềm vui cho toàn dân. Niềm vui cho toàn dân, nhưng mà dân nào đón nhận mới là quan trọng. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô là Đức Chúa. Thiên thờ sứ thần báo tin cho các mục đồng cũng là những người nghèo còn đang thức ở giữa đêm. Đây cũng là một cái hình ảnh đó. Cuộc sống ai ai thì cũng vui chơi, nhưng mà bỗng dưng có một cái gia đình nào đó lại chăm sóc cho những người nghèo, đi ngược lại. Thế thì tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có các mục đồng là thức thôi. Sứ thần đến báo cho các mục đồng. Cái thức ở đây cũng là thể hiện một cái tâm hồn mong chờ nữa, tâm hồn thánh thiện, mong chờ Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Rất là nghèo ha, rất là nghèo. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời. Thiên Chúa vinh danh nơi những người nghèo khó nha. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Thiên Chúa vinh danh nơi Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu nghèo. Nên là chúng ta cứ đi với những người nghèo là chúng ta được Thiên Chúa tôn vinh, vinh danh. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Nhưng dù sao đi nữa thì Chúa vẫn thương loài người, dù con người có tội lỗi hay thế nào thì Chúa cũng thương loài người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới lắng nghe tin mừng đêm Giáng sinh, bộc lộ cho chúng ta thấy hình ảnh hang đá. Thánh cả Giuse và mẹ Maria không tìm được một cái chỗ trọ nên phải sinh con ở trong một cái chuồng bò, rất là nghèo. Và tin mừng Giáng sinh cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta. Không phải mùa Giáng sinh là mùa để chúng ta ăn xài, chơi bời, nhưng mùa Giáng sinh là mùa để chúng ta biết đón những người nghèo khó vào trong cuộc đời của chúng ta. Sáng ngày mai con sẽ đi Campuchia và thay mặt cho tất cả quý ông bà và anh chị em thăm viếng những người nghèo và cũng sẽ cầu nguyện cho tất cả anh chị em. Gia đình của chúng ta cố gắng, có thể nói là mỗi tháng một đồng. Cố gắng để chúng ta có một cái chương trình bác ái cũng rất là nhẹ nhàng thôi, một đồng mà. Nhưng mà cũng rất là tốt đẹp, bởi vì chúng ta một đồng nhưng mà kéo dài, một đồng nhưng mà kéo dài. Xin Chúa hài đồng Giáng sinh trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta sẵn sàng mở lòng ra đón những người nghèo khó. Nếu chúng ta giàu sang phú quý quá thì Chúa không dám bước vào đâu. Xin Chúa hài đồng Giáng sinh trong lòng chúng ta khi chúng ta sẵn sàng mở lòng ra đón Đức Mẹ, Thánh cả Giuse là những người nghèo, đón các mục đồng, đón các con bò, con trâu, con dê. Khi chúng ta dám mở lòng ra đón những người nghèo thì Chúa cũng sẵn sàng Giáng sinh trong tâm hồn chúng ta. Con xin được gửi đến tất cả quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui của Chúa. Niềm vui của Chúa là niềm vui mà Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, niềm vui của bà Elizabeth gặp Đức Mẹ, niềm vui của các mục đồng ngày hôm nay thức giữa đêm, nghèo khó thức giữa đêm chạy đến và gặp được Hài Nhi Giê-xu, niềm vui khi chúng ta gặp được người nghèo.
Đây cũng là một cái kinh nghiệm nha. Con hả, cái bếp cơm ở bên Campuchia nó còn nói với lại ban bác ái bên đó, kiếm chỗ nào càng nghèo càng tốt, càng nghèo càng tốt. Thế thì mấy ông bảo cha nói câu này hay ghê chứ, con thấy đâu có ai người ta nói là càng nghèo càng tốt đâu, càng giàu càng hay, càng giàu càng tốt. Chứ đây cha nói càng nghèo càng tốt, anh cứ tìm được cái chỗ nào người nghèo, thấy người nghèo là vui rồi. Bởi vì thấy người nghèo thì chúng ta mới có cơ hội chia sẻ cho người ta, chứ mình sống ở giữa cái nơi giàu thì ai cần sự chia sẻ của chúng ta đâu. Kiếm một nơi nghèo để rồi chúng ta có thể là chia sẻ vơ cho những người nghèo, và có chia sẻ cho những người nghèo thì chúng ta mới có thể đón nhận được Chúa hài đồng, Chúa nghèo Giáng sinh trong tâm hồn chúng ta. Còn xin hết lòng cảm ơn quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúc mừng Giáng sinh.